tìm xe đồ chơi đây. Các bạn ơi, ui, các bạn ơi, ở đây có rất là nhiều xe đồ chơi công trình siêu to và khổng lồ này. Bây giờ cùng mình xem ở đây có xe đồ chơi gì không nhỉ? Siêu to khổng lồ luôn. Đấy, xe này là một chiếc xe gì đây? Ồ, một chiếc xe trộn bê tông xịn xò luôn. Đấy, xoay được cả bồn chứa đầu bê tông bên trong này các bạn. Đấy, xoay bồn chứa đầu bê tông bên trong nhá. Đấy, to chưa? Xe container của Mỹ luôn này các bạn ơi. Đẹp chưa? Đấy, xịn xò chưa? Rồi, mình ở đây nhá, một chiếc xe rồi. Đẹp quá. Rồi, tiếp theo. Đây rồi, đây rồi, đây có một chiếc xe trộn bê tông các bạn ơi. Ai da, ai da. Chiếc xe này rất là to. Đấy, cái bồn màu trắng nhá, xoay bồn cho đầu bê tông bên trong này. Đấy, xoay bồn cho đầu bê tông bên trong nhá. Xoay bồn cho đầu bê tông bên trong này. Chiếc xe này có 4 cái còi nhá các bạn nhá, rất là to luôn. Xe bồn trộn bê tông Việt Nam. Đấy. Đấy, đẹp chưa? 719 này, có số 719 này. Siêu to khổng lồ. Nào, tiếp theo. Đây rồi. À. Đây là một chiếc xe cần cẩu múc cát này. Đấy, siêu to khổng lồ. Xe máy xúc này các bạn ơi. Đấy, to chưa? Đẹp chưa? Đấy. Máy xúc cát nha, siêu bự luôn. Đấy. Rất là xịn luôn. Đó. Nào, tiếp theo. Đây rồi. Đây có một chiếc xe này là một chiếc xe tải nha. Đấy. Xe tải chuyên đi chở đất này. Mình đóng nắp thùng vào cho các bạn xem nhá. Đấy. 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 Các bạn thấy không? Xe tải xịn chưa? Đấy. Đóng thùng đó nhá. Đấy, một chiếc xe tải quá là đẹp luôn. 4 chiếc xe rồi các bạn nhá. Nào, tiếp theo. Ui. Đây là một chiếc xe máy xúc cát cảnh sát luôn này. Đấy. Xe cẩu múc cát cảnh sát đẹp chưa? Xịn xò chưa? Ồ. Đấy. 5 chiếc xe luôn nhá. Wow. Đây nữa này các bạn ơi. Ồ. Đây là một chiếc xe cần cẩu móc của Mỹ luôn này các bạn ơi. À. Xe cần cẩu móc siêu to khổng lồ. Wow. Đấy, các bạn thấy đẹp chưa? Siêu bự luôn nhá. À, các bạn thấy đẹp chưa? Đấy. Để đây nhá. Nào, tiếp theo. Wow. Xe ben chở cát này. À, một chiếc xe ben chở cát siêu to khổng lồ nhá. À, xe ben chở cát này rất là to luôn. Ben luôn. Đấy, xe ben nhá. Đấy. Ngầu chưa? Wow. Đấy. Nào, tiếp theo. Wow. Một chiếc xe trộn bê tông. À, đây là xe cảnh sát nhá, xe tải cảnh sát này. Đây, xe tải cảnh sát đẹp chưa? Đấy. Ben luôn. Đấy, đẹp chưa? Ben luôn. Đấy, xe tải cảnh sát có 2 còi nhá. Một còi, 2 còi luôn. Nào. Wow, đây rồi, đây là một chiếc xe gì đây? Ui. Xe này là xe gì nào? Wow. Một chiếc xe trộn bê tông siêu to khổng lồ. Xe bồn trộn bê tông siêu cá mập bạo chúa các bạn ạ. Đấy. Xoay bồn cho đầu bê tông bên trong này các bạn ơi. Đấy. Ngầu chưa? Wow. Wow. À, đẹp chưa? Xoay bồn cho đầu bê tông bên trong nhá. Ui các bạn thấy rằng này. Đấy. Xe trộn bê tông xịn xò luôn nhá. Wow. Đây còn máy xúc cát này. Đấy. Xe cẩu múc cát siêu to khổng lồ nhá. Xe cẩu múc cát này là cá mập siêu bạo chúa đấy các bạn ơi. Đấy, đẹp chưa? Wow, đấy xịn chưa? Ừ. Đấy, xoay cần luôn, xoay cần luôn đấy, đẹp chưa? Ngầu chưa các bạn ơi? Xịn xò chưa? Nào, ui. Đây nữa. Wow, một chiếc xe máy cảnh sát giao thông này. Đây là một chiếc xe mô tô cảnh sát giao thông nhá. À, chiếc xe này đẹp thế nhỉ các bạn nhỉ? À, chiếc xe này có 2 cái còi luôn nhá. À, 2 cái gương này. Một cái gương này, 2 cái gương này. Đấy. Bình xăng này, bình xăng đây này các bạn ơi. Đấy, bình xăng này. Có cả xích như thật luôn này các bạn ơi. À, chiếc xe này đẹp thế nhỏ. Đấy. Xe máy cảnh sát giao thông các bạn nhá. Đấy, quá là đẹp luôn. Xịn xó luôn. Rồi mình ở đây nhá, cùng mình đi tìm xe đồ chơi mới thôi. Ở bên này mình tìm thấy một chiếc xe này là một chiếc xe cẩu gỗ này các bạn. Ừ, một chiếc xe cẩu gỗ này rất là đẹp luôn. Ừ, các bạn ơi, đây có một chiếc xe bồn chuyên đi trộn bê tông này. Bíp 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 bíp. Ui, ở đây mình phát hiện ra còn rất là nhiều xe đồ chơi xịn này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe tải chở ô tô nhá. Xe tải chở ô tô cảnh sát này. Xe này là xe của Mỹ các bạn ạ. Xe của Mỹ đấy các bạn ạ. Đầu kéo này các bạn ơi, đầu kéo xịn rồi. Đây là một chiếc xe dọn rác cũng là của Mỹ luôn này các bạn ơi. Đấy, chiếc xe này xịn lắm ấy các bạn ạ. Đấy, đẹp chưa các bạn ơi.
Đây là một chiếc xe dọn rác này. Đấy, đẹp chưa này các bạn? Đây đây đây, mình còn tìm thấy có rất là nhiều xe này, là xe cứu hộ ô tô 78 này. Đấy, đây còn có cả một chiếc xe ben này. Xe ben này chuyên đi chợ cát này các bạn ơi. À, ở bên này mình còn phát hiện ra có cả xe cần cẩu móc này. Đây là một chiếc xe cần cẩu móc đẹp này. Đấy, đây đây có cả xe trộn bê tông xịn sò này các bạn ơi. Đấy, các bạn thấy không? Xe trộn bê tông xịn chưa? Đẹp chưa các bạn ơi? Wow, đây nữa, đây là một chiếc xe ben điều khiển từ xa xịn sò đấy các bạn ạ. Đẹp quá. Rồi, bây giờ mình giới thiệu với các bạn tiếp theo là một chiếc xe dọn rác này. À, đây là một chiếc xe ô tô cảnh sát này. Đây là một chiếc xe lưng hàng nhá. Đây là một chiếc xe lưng hàng rất là đẹp này. Rồi, bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn tiếp theo là một chiếc xe cẩu gỗ này, chạy thử luôn nhá. Đi 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 đi. Động cơ rất là mạnh đấy các bạn ơi. Đi 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 đi. Nào thử thử nào. Đi 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 đi. Đây là một chiếc xe này là xe chuyên đi cẩu rác này các bạn ơi. Đấy, lân cần luôn nhá. Chiếc xe này thì quá là mới và đẹp luôn đấy các bạn ạ. Đó, chạy thử luôn nhá. Đi 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 đi. Máy xúc cát mới xịn này các bạn ơi. Đấy, xe cẩu múc cát điều khiển từ xa rất là xịn sò luôn đấy các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy chiếc xe cẩu múc cát điều khiển từ xa này có đẹp không? Đây đây có một chiếc xe gì đó này. Đây là một chiếc xe lưng hàng xịn sò này các bạn ơi. Xe lưng hàng rất là đẹp luôn nha. Đó, xịn chưa? Wow, rất là đẹp luôn đấy các bạn ạ. Các bạn có thích chiếc xe lưng hàng này không? Wow. Đây nữa, đây có một chiếc xe cẩu chuyên đi xúc cát này. Đấy, đẹp chưa này? Máy xúc cát xịn sò này các bạn ơi. Wow, xịn chưa? Đó, đẹp chưa này các bạn ơi. Ui, máy xúc cát cần dài nhá, rất là ngầu luôn. Em đây có những chiếc xe gì nhá. Đầu tiên là một chiếc xe này là một chiếc xe cứu thương này. Đây là xe cứu thương này các bạn ơi. Rất là đẹp luôn. Đây là ô tô cảnh sát G63 nhá. Ô tô cảnh sát G63 này rất là đẹp này các bạn. Mở được cánh cửa luôn nhá. Đấy, mở được cánh cửa luôn này. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Mở được cửa sau nhá. Đấy, chiếc xe này đẹp lắm, có lốp dự phòng luôn này các bạn. Và cái chiếc xe này không mở được cửa sau các bạn ạ. Đấy, mở được hai cánh cửa luôn. Chiếc xe này rất là đẹp. Wow, đây nữa này. Đây là một chiếc xe ô tô bán tải này. Đây là một chiếc xe ô tô bán tải nhé các bạn ạ. À, một chiếc xe ô tô bán tải mở được hai cánh cửa luôn. Đấy, ô tô bán tải rất là đẹp luôn. Đấy, đẹp chưa, cái thùng này để chở này các bạn. Đây là xe cảnh sát nha. Đấy, đẹp chưa các bạn ơi. Đó, đây có một chiếc kìa. Đây là một chiếc xe ô tô cảnh sát đây này. Có số 110 này các bạn ơi. Đấy, đẹp chưa này. Đây, tiếp theo là một chiếc xe ô tô cảnh sát G65 này. Đây là ô tô cảnh sát G65 nhá. Các bạn nhá, rất là đẹp luôn, mở được hai cánh cửa luôn này. Đấy, mở được hai cánh cửa, mở được cả cửa sau luôn này. Mở cửa sau nhá. Wow. Đẹp quá các bạn ạ. Đấy, xịn sò chưa? Chiếc xe này rất là đẹp, màu trắng tinh này. Nào, tiếp theo là một chiếc xe này là một chiếc xe ô tô cảnh sát G63 nữa các bạn ạ. Đây là ô tô cảnh sát G63, đẹp quá các bạn ạ. Wow. Đây là một chiếc xe quân sự chở tên lửa này các bạn ơi. Đấy, xe quân sự chở tên lửa này rất là đẹp luôn. Có hai cái tên lửa đạn đạo nhá. Đấy, đẹp chưa này các bạn ơi. Đấy. Nào, tiếp theo là một chiếc xe này là một chiếc xe ô tô cảnh sát. À, đây là xe chở tên lửa nữa các bạn ạ. Đây là một chiếc xe chở tên lửa rất là đẹp. À, xe quân sự nhá. Đây có một chiếc xe ô tô cảnh sát màu trắng này. Rất là đẹp này các bạn ơi. Đấy, đẹp chưa này. Wow, xịn chưa. Đấy, có số 0911 này. Đây cũng có một chiếc xe ô tô cảnh sát nữa các bạn ạ. Có số 0911, rất là đẹp luôn. Đó, đẹp chưa. Nào, tiếp theo, đây có một chiếc xe cần cẩu móc này. Đây là một chiếc xe cần cẩu móc rất là đẹp luôn. Đấy, đẹp chưa này các bạn ơi. Chiếc xe này rất là mới và đẹp nha. Đấy, chiếc xe cần cẩu móc này. Nào, tiếp theo là một chiếc xe máy xúc cát này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe cần cẩu chuyên đi xúc cát này. Đấy, múc nào, múc nào, múc nào, múc nào, múc nào. Đấy, tiếp theo là một chiếc xe máy xe tải chở ô tô này. Đây là xe tải chở ô tô nha. Xe tải chở ô tô ấy. Đây là một chiếc xe. Xe này là xe tải chở ô tô cảnh sát này. Ê, không có nhạc à, hết nhạc rồi. Đấy, ở đây ghê chưa. Tắt đi nha. Đấy, xe tải chở ô tô cảnh sát hai tầng luôn. Đấy, ngầu chưa, cọ này đẹp chưa này. Wow, xịn sò chưa. Đây nữa này các bạn ơi.
Đây cũng là một chiếc xe này, là một chiếc xe tại trạm ô tô cảnh sát, rất là xịn sò luôn này. Wow, đẹp quá các bạn ạ. Đó, xịn sò chưa? Nào, tiếp theo là một chiếc xe cẩu gỗ này các bạn. Đây là xe cẩu gỗ nha. Đấy, nâng cần luôn, hạ cần luôn này. Đấy, xịn lắm các bạn ạ. Đây, đây có một chiếc xe. Xe này là một chiếc xe cần cẩu rác này. Xe cần cẩu rác này, đấy, đẹp chưa? Đấy, hạ cần, đó. Rồi, bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây nha. Hẹn các bạn ở video tiếp theo hay hơn nữa nha. Chào và hẹn các bạn ở video tiếp theo nha. Bye bye. Bây giờ cùng mình khám phá những chiếc xe ở đây xem có những chiếc xe gì xịn nhá. Ui, ở đây có rất là nhiều xe địa hình này các bạn ơi. Đầu tiên là một chiếc xe tăng địa hình điều khiển từ xa nhá. Màu trắng tinh đẹp quá các bạn ơi. À, đấy, đây là một chiếc xe ô tô. À, đây là một chiếc xe tăng địa hình điều khiển từ xa, xịn sò nữa các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy không? Đây cũng là một chiếc xe ô tô điều khiển từ xa, xịn sò này. Ui, đây đẹp tươi nhờ các bạn nhờ. Wow, đây là một chiếc xe tăng điều khiển từ xa nữa này các bạn ơi. Ồ, 4 chiếc xe điều khiển từ xa xịn sò rồi. Đây là một chiếc xe cần cẩu. Cần cẩu này là xe cần cẩu chuyên đi cẩu, cẩu rác này các bạn ơi. Ấy, lâng cần luôn này. Đó, hay chưa? Hạ cần này. Ồ, wen. Wow. Các bạn ơi, tiếp theo là một chiếc xe này là một chiếc xe tải chở ô tô. Xe tải chở ô tô đồ chơi đấy các bạn ơi. Wow. Nào, tiếp theo là một chiếc xe cần cẩu chuyên đi cẩu gỗ đẹp này các bạn ơi. Đó. Wow. Đấy, đây là một chiếc xe này là một chiếc xe máy xúc cát xịn sò này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe máy xúc cát màu đỏ nha, màu đỏ này. Màu trắng này. Wow. Đây nữa, đây là một chiếc xe này là một chiếc xe tải chở ô tô cảnh sát này các bạn ơi. Đó, đẹp chưa này? Ui, các bạn thấy không? Đây là một chiếc xe cần cẩu móc này. Đấy, xe cần cẩu móc này, đẹp quá các bạn ơi. Đây đây có rất là nhiều xe nha. Đây là một chiếc xe. Ui, đây là một chiếc xe xe cần cẩu móc này. Đấy, chở hai chiếc ô tô địa hình xịn sò này các bạn ơi. Đấy, các bạn thấy ngầu chưa nào? Ui, nào bây giờ mình sẽ để xuống đây nha. Wow, chiếc xe này xịn quá. Nào, đây là một chiếc xe ô tô địa hình nữa các bạn ạ. Toàn là xe đồ chơi xịn luôn. Đấy, các bạn thấy không nào? Ui, ở bên này mình còn phát hiện ra có cả máy cày ruộng này. Đây là một chiếc máy cày ruộng đẹp quá các bạn ơi. Đó, xịn sò chưa? Đây là một chiếc xe máy nha. Đây là một chiếc xe máy xịn sò này các bạn ơi. Ồ, đây là một chiếc máy cày ruộng này. Ui, lốp bằng cao su xịn luôn này các bạn ơi. Lốp bằng cao su xịn luôn nha. Đây là xe điều khiển đấy các bạn ạ. Toàn là xe đồ chơi xịn sò thôi nha. Đấy, có đèn luôn này các bạn ơi, có đèn luôn nha. Xe này là xe điều khiển xịn sò quá các bạn ơi. Ui, đấy, đẳng cấp chưa? Đấy, một chiếc xe máy cày có đèn sáng sáng ở bên trong kìa. Wow. Các bạn ơi, đây là một chiếc xe trộn bê tông đẹp quá các bạn ạ. Xe trộn bê tông xịn sò này. Wow, đây là một chiếc xe dọn rác nha. Đây là xe dọn rác này. Ồ, đây là một chiếc xe ô tô cảnh sát này. Ô tô cảnh sát đẹp quá các bạn ơi. Đây là một chiếc xe này là một chiếc xe điều khiển nha, xe chở tên lửa xịn sò này các bạn ơi. Wow, đây nữa, đây nữa. Ui, đây là một gian siêu xe máy xúc cát chuẩn bị làm việc này các bạn ơi. Đây là xe cẩu múc cát đẹp này các bạn ơi. Đấy, gầu bằng sắt nguyên khối luôn nha. Đấy, xịn chưa? Đây cũng là một chiếc xe cẩu múc cát gầu bằng sắt nguyên khối này. Đấy, đây là một chiếc xe máy xúc cát cần dài này. Ui, các bạn thấy không? Toàn là xe đồ chơi xịn sò thôi. Nào, mình xem ở bên này có những chiếc xe gì nào. Ui, đây là một chiếc xe máy này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe máy nha. Ui, không phải, mà đây là một chiếc xe người nhận lái máy xúc cát đi làm việc nhá. Chiếc xe này quá là xịn luôn đấy. Ô, mình bật lên. Ô, chiếc xe này hết pin rồi các bạn ạ. Hết pin rồi. Nào, đây là một chiếc xe ô tô cảnh sát này. Đây là một chiếc xe ô tô cảnh sát xịn sò này các bạn ơi. Đẹp quá các bạn ơi. Ô tô cảnh sát G63 nhá. Đấy, ô tô cảnh sát G63 này. Đây là một chiếc xe này này. Là một chiếc xe xe lưng hàng đấy, lưng cả khủng long đi chơi luôn đấy các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy không nào? Hôm nay mình phát hiện ra ở đây có rất là nhiều xe đồ chơi mới luôn đấy. Bây giờ mình sẽ kết thúc video ở đây nhá các bạn nhá. Hẹn các bạn ở video mới nhá. Ok.
Cũng đỉnh cao luôn. Đó, đấy, đẳng cấp chưa? Ui trời ơi, bốc đầu luôn, ui trời. Nào, xe lưng hàng, đây là một chiếc xe lưng hàng xịn sò luôn. Đó, turbo đỉnh cao các bạn ạ. Ấy. Nào, một chiếc xe dọn rác xịn sò và đẳng cấp này, wow. Nào, đây là xe tải chở ô tô đẳng cấp luôn. Ôi. Xe trộn bê tông xịn sò này, wow. Máy xúc cát này các bạn ơi. Ôi, chiếc xe này bị động cơ hỏng rồi. Nào, tiếp theo. Đây, đây, đây là một chiếc xe cẩu rác xịn sò nào. Oen oen oen. Ôi trời, bốc đầu rồi. Nào, tiếp theo. Đây à, đây đây, đây là một chiếc xe cần cẩu móc xịn sò. Oen 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 oen. Ôi trời ơi. Nào, một chiếc xe tải chở ô tô đẳng cấp luôn. Ôi, xe cảnh sát nha. Đây 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 là một chiếc xe chở tên lửa nha. Đấy. Mình bắn khủng long luôn này, chơi luôn nha. Các bạn nhìn nha. Nào, 1 2 3. Hoang. Ôi trời ơi, nó quá là xịn. Nào, chạy luôn nào. Oen oen. Pi pi pi. Ôi trời. Nào. Tiếp theo là một chiếc xe cẩu múc cát đẳng cấp luôn. Ui, wow. Nào, tiếp theo là xe tải chở cát nha, xịn sò và đẳng cấp rồi. Ấy. Ui trời ơi. Nào, tiếp theo là xe chở thú này. Nào, đẩy đẩy nào. Win 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 win. Wow. Nào, tiếp theo. Ui, chiếc xe này đẳng cấp này. Ui, cá mập siêu bạo chúa nha. Ấy. Oen oen. Ui trời. Đẳng cấp chưa? Nào. À, xe cẩu rác này. Ui. Nói. Ê, tiếp theo nào, xe máy xúc cát khủng long siêu bạo chúa. Ai. Ui trời, nào chạy nào. Oen oen. Nào, xe container chuyên đi chở hàng nha. Ui trời, ô tô cảnh sát G65 nha. Đấy, chiếc xe đẳng cấp luôn. Nào, ui xe lưng hàng này. Ấy, oen 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 oen. Wow. Nào, à, máy cày ruộng. Ui trời, bốc đầu à. Đây là xe này là xe chuyên đi kéo lúa, kéo ngô, kéo khoai nha các bạn nha. Chiếc xe này quá là xịn luôn. Đấy, nốt bằng cao su này. Đấy, xịn luôn đấy các bạn ạ. Đẳng cấp luôn, ngầu luôn. Đấy, các bạn thấy chiếc xe này có đẹp không? Nếu mà đẹp thì comment dưới bình luận cho mình biết nào. Đấy, quá là xịn luôn chiếc xe này. Nào, tiếp theo là một chiếc xe container 2 tầng chuyên đi chở ô tô, phân phối chức đại lý ô tô nha. Đây là một chiếc xe container 2 tầng chuyên đi chở ô tô ấy các bạn ạ. Đấy, đẳng cấp luôn, chở luôn cả máy cày để đi làm việc luôn này. Đấy, chở luôn cả xe trộn bê tông xịn sò luôn này các bạn ơi. Đấy, các bạn đẳng cấp chưa? Uầy, động cơ rất là mạnh. Nào, tiếp theo các bạn nhìn thấy không? Còn rất là nhiều xe trộn bê tông này đấy. À, đẳng cấp chưa? Wow. Đấy, các bạn thấy không? Nhiều xe lắm, mình còn nhiều xe lắm. Video sau mình sẽ giới thiệu cho các bạn tất những chiếc xe này nhà đấy. Quá là nhiều xe luôn. Và bây giờ mình phải đi về đi học bài tập đây các bạn ạ. Đấy, ok, xin chào hẹn các bạn ở video tiếp theo nha. Các bạn thấy hay nhớ bấm nút đăng ký kênh để đón nhận video mới nhất từ kênh của mình nhá. Rồi, xin chào hẹn các bạn ở video tiếp theo. Ok.